Vợ chồng David Beckham cạch mặt Harry Meghan, người trong cuộc tuyên bố điều cực vũ. Theo đánh giá, việc Meghan bỏ qua gia đình Beckham là thiếu tầm nhìn, sức ảnh hưởng của thương hiệu Beckham chưa bao giờ bị giảm sút trong hơn 20 năm qua. Gia đình xứ Wales là những người được hưởng lợi từ người bạn lâu năm này. Nhiều năm trước, khi trở thành cô dâu hoàng gia, Meghan Markle thường viết trên trang blog The Thing về nhóm mà cô gọi là những người bạn thân nhất, một số là bạn tâm giao, số khác là những người nổi tiếng mà cô gặp tại các sự kiện và bữa tiệc của giới showbiz. Dần dần vòng kết nối thân thiết mở rộng thêm cả các nhà thiết kế quần áo, các nhà hoạt động xã hội và các nhà vận động từ thiện, trong số đó có David và Victoria Beckham. Cặp vợ chồng cựu danh thủ được mời dự đám cưới của hoàng tử Harry và Meghan tại Windsor vào năm 2018. Tuy nhiên, tình bạn đó dường như đã chết. Công tước và nữ công tước xứ Sussex không được mời dự đám cưới con trai cả nhà Beckham vào tháng 4 năm 2022. Họ cũng không có mặt trong sự kiện toàn người nổi tiếng vào cuối tháng 7 khi Lionel Messi ra mắt đội bóng đá Inter Miami của David. Kim Kardashian, huyền thoại quần vợt Serena Williams và nhiều tên tuổi lớn được nhìn thấy tại đây. Cuối tháng 7, một người trong cuộc giấu tên tiết lộ với The Mail on Sunday tình bạn giữa công tước và nữ công tước xứ Sussex với vợ chồng Beckham đã chấm dứt. Nguyên nhân được cho là David Beckham tức giận vì bị cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly cáo buộc làm rò rỉ bí mật đời tư của họ. Hai gia đình đã cãi nhau qua điện thoại và từ đó không còn liên lạc với nhau. Một người trong cuộc giấu tên tiết lộ với The Mail on Sunday, nhà Sussex nghi ngờ vợ chồng cựu danh thủ rò rỉ những câu chuyện đời tư về họ. Lời buộc tội khiến nhà Beckham nổi giận và thất vọng vì sự chân thành bị coi thường. Người trong cuộc tuyên bố bất kỳ việc làm lành nào bây giờ đều rất khó xảy ra. Meghan dường như không mấy tiếc nuối, cô được cho tiếp tục xây dựng vòng kết nối bạn bè mới. Ngoài ra, theo tác giả Revenge, Meghan, Harry and the World Between the Windsor, nữ công tước thất vọng vì Victoria miễn cưỡng tài trợ quần áo và phụ kiện miễn phí cho cô. Hiện tại, cựu diễn viên sinh năm 1981 kết thân với bà chủ mỹ phẩm Victoria Jackson, vợ của Bill Gates, doanh nhân đứng sau thành công của các thương hiệu mỹ phẩm do Jennifer Lopez và siêu mẫu Cindy Crawford thành lập. Meghan và Victoria là hàng xóm ở Montecito, California, Mỹ. Victoria là một thế lực năng động, cô ấy là người đã xây dựng đơn vị lớn nhưng cũng vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống riêng. Cô ấy và Meghan gắn bó ở nhiều cấp độ, họ vô cùng thân thiết, họ yêu mến nhau. Nguồn tin thứ hai chia sẻ với The Mail on Sunday, nguồn tin nói thêm Victoria Jackson đóng vai trò tư vấn cho Meghan trong quá trình vận hành tổ chức từ thiện Archwell. Nữ doanh nhân có kinh nghiệm vận động được hàng triệu USD cho quỹ Guthrie Jackson để giúp đỡ các nạn nhân chứng rối loạn tự miễn dịch, viêm tủy thần kinh Optica, căn bệnh mà con gái của Jackson mắc phải. 10 tháng trước khi tan rã không vui ở Sydney, Meghan và Victoria được đánh giá là có mọi lý do để trở nên gắn bó không thể tách rời. Cả hai đều là những người phụ nữ chuyên nghiệp, năng động, đầy tham vọng và tự lập. Là tín đồ thời trang, Meghan đáng lẽ phải bị thuyết phục trước những nỗ lực táo bạo của Victoria trong việc xây dựng thương hiệu riêng và kinh doanh. Họ cũng là hàng xóm ở Oxfordshire, Anh, đồng thời đều thuộc thế giới người nổi tiếng. Tuy nhiên, trong khi Harry và David thỉnh thoảng gặp nhau vào cuối tuần, Meghan có những suy nghĩ riêng, cô cảm thấy có ít điểm chung với Victoria và không nhìn ra lợi ích của việc thiết lập quan hệ bạn bè với cặp vợ chồng được cả thế giới ngưỡng mộ. Trong bài đăng trên tờ The Sun Anh ngày 8 tháng 5, ông Bauer khẳng định hoàng tử Harry giữ khoảng cách với David Beckham vì Meghan không muốn có sự cạnh tranh trên các phương tiện truyền thông. Người viết tiểu sử 77 tuổi cho rằng cựu diễn viên người Mỹ không thích tình bạn của cựu danh thủ với anh chồng, hoàng tử William. Kể từ khi cùng nhau tìm cách đưa World Cup về Anh năm 2010, hai người đã hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Nhà Sussex không thích sự gắn kết này bởi họ luôn cảm thấy bất công về địa vị và sự giàu có mà vợ chồng William Kate có được. Meghan từng tự an ủi rằng với tư cách thành viên tương lai của hoàng gia Anh, cô sẽ vượt trội hơn Victoria, nhưng trong thế giới của những người nổi tiếng chỉ quan tâm đến tiền bạc, phong cách sống và sự phô trương, nhà Beckham có nhiều thứ hơn: máy bay riêng, lời mời đi chơi du thuyền và tiền bạc.